các nhà giao dịch thì đặt cược Ngân hàng Trung ương Canada sẽ buộc phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Theo đó, thì các cược trên thị trường đang ngày càng nghiêng về một động thái tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương vào đầu năm tới, vượt xa Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch hiện đã định giá sẽ có 3 lần tăng lãi suất ở Canada vào cuối năm 2022. Điều này sẽ đưa tỷ lệ lãi suất lên 1% từ mức thấp là 0,25% hiện tại. Con số này cao hơn khoảng 50 điểm cơ bản so với những gì thị trường mong đợi chỉ một tháng trước đó. Sự thay đổi về giá là trái ngược với hướng dẫn của thống đốc Tip McClam khi ông đã nói rằng chi phí đi vay sẽ không tăng cho đến khi sự đình trệ kinh tế được hấp thụ và lạm phát quay trở lại một cách bền vững trong phạm vi mục tiêu của nó. Ngân hàng đã nhiều lần cho biết họ sẽ không thấy điều đó xảy ra cho đến nửa cuối năm sau. Các nhà phân tích đang cảnh báo rằng sự không chắc chắn xung quanh nền kinh tế đang vực dậy ở Canada có thể làm giảm hiệu quả của hướng dẫn chuyển tiếp của ngân hàng về chính sách tiền tệ của nó trong tương lai. Đặt cược cho sự thay đổi này cũng đã xảy ra đối với Fed, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương châu Âu là do áp lực giá cả kéo dài hơn dự kiến. Thống kê Canada sẽ báo cáo dữ liệu lạm phát cho tháng 9 vào thứ Tư này. Các nhà kinh tế thì được Bloomberg khảo sát kỳ vọng mức lạm phát hàng năm sẽ lên mức 4,3%, là mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ và là tháng thứ 6 liên tiếp vượt quá giới hạn 3% của Ngân hàng Trung ương. Và thứ hai thì cuộc khảo sát về triển vọng kinh doanh hàng quý của Ngân hàng Trung ương Canada đã tiết lộ mức kỷ lục. 45% người được hỏi kỳ vọng lạm phát trên 3% trong 2 năm tới. Hơn 85% cho rằng lạm phát tăng nhanh hơn mục tiêu 2% của ngân hàng. Vào tuần trước, thì thống đốc McClam đã nói với các phóng viên trong cuộc họp bàn tròn video từ Washington sau cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các biện pháp về lạm phát có lẽ sẽ mất thêm một thời gian nữa để giảm xuống. Quyết định tiếp theo của ngân hàng là vào ngày 27 tháng 10. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào bất kỳ thay đổi nào về ngôn ngữ trong hướng dẫn về tỷ giá lãi suất mới, cũng như triển vọng lạm phát trong các dự báo kinh tế hàng quý mới nhất của Ngân hàng Trung ương Canada.